Chào lại tất cả anh em ha. Anh em xem kỹ con máy này coi nó có phù hợp với nhu cầu của công việc của anh từng anh em không ha. Máy thì mình đã chuẩn bị, mình chuẩn bị đâu ra đó hết trơn, mọi chức năng hoạt động đều tốt hết. Thì máy này anh em về chỉ đổ xăng vô sử dụng thôi chứ không có gì hết. Đây, con máy này là máy máy này là máy của hãng Mitsubishi, máy 510 nha anh em, là 5 ngựa đó. Anh thấy không, 510 5 ngựa. Rồi anh em lưu ý giùm mình, anh em nhín thời gian nha, chút mình nói một chút ha. Cái công việc á, thì ai cũng muốn là điều tốt cho mình hết nó, cho nên anh em sử dụng máy thì anh em xem coi con máy, từng con máy đó, như cái thí dụ chẳng hạn như con này thì anh em xem coi có phù hợp với nhu cầu của mình không nó, rồi mình quyết định mua đó. Nói chung là mình làm ăn mình thích làm ăn với người chững chạc nó. Còn bây giờ cái mạng xã hội nó rất là nó rất là phức tạp, nó vậy đi, nó rất phức tạp, cho nên là thì anh em lưu ý là chuẩn bị cái kiến thức với lại là cái gì tốt nhất cho công việc của mình mua cho nó hàng cho nó tốt, chứ để nhiều khi nói chung là mình cũng không thích bán cho những người mà trẻ tuổi, trẻ trôi trôi nữa. Nói chung là gặp cái là mua, hay là gặp cái là họ anh này kia rồi mua về cái không có vừa ý, rồi cái đổi trả theo cái ý của mình, theo cái ý muốn của mình mong muốn. Nói chung là muốn trả lại là phải cửa hàng người ta phải trả tiền, cái này chắc những anh em cửa hàng cũng từng gặp, trả tiền lại đó. Cho nên là cái chuyện đó thì nó phi lý đó. Thí dụ anh em mua mua một chiếc xe máy đi, anh em mua về rồi anh em cứ đem lại cửa hàng người ta bắt xài đã, rồi bắt người ta phải trả lại, còn không trả anh em tung lên mạng nói đủ trò hết trơn đó, đủ trò hết đó. Thì cho nên tránh cái trường hợp đó. Nói chung còn trẻ đừng có làm như vậy, làm vậy nó không có tốt. Nó, ví dụ đổi trả này kia cũng phải thỏa thuận theo cái người mà bán, nói tóm lại là cái người bán người ta sẽ quyết định cái cách đổi trả như thế nào, chứ không phải như cái ý của mình. Không, nó mình mua hàng về mình không thích thì mình xài đã rồi mình trả lại, rồi mình muốn trả theo ý mình là không được. Nó, cho nên em lưu ý là cái vấn đề đó. Đó. Rồi không có đạt theo cái mong muốn, cái đồ lên mạng nói này kia, nói xấu cửa hàng người ta. Rồi nói tóm lại thì anh em tránh cái tình trạng đó ha. Cho nên là anh em giờ cố gắng. Còn máy móc thì mình bảo hành. Đó. Tất cả những thứ về nếu mà bị lỗi thì anh em cứ gọi lại nói một cách lịch sự với nhau. Đó. Mình sẽ hỗ trợ đúng con máy của mình bán, mình sẽ hỗ trợ cho nó hoạt động cho anh em. Nó chứ không có vấn đề gì hết. Còn con máy hiện tại thì mình đã chuẩn bị xong rồi, anh em cứ an tâm xài. Rồi bây giờ con máy này thì máy anh em thấy cái thế này nó chiên lên luôn nè, mình sẽ lắp cái bộ dao chiên để tạc đất này, anh em thấy không, nó lưỡi này là lưỡi nhíp, nhíp ô tô làm ra cái lưỡi này nha anh em, chứ không phải là loại lưỡi bình thường, lưỡi chợ hay là lưỡi chợ hay là lưỡi bãi gì hết, rất là tốt cái lưỡi này. Máy này thì cái chức năng số đó ở đây, số ở đây là 2 số tiến, 1 số lùi, còn cộng thêm cái tay, anh em thấy cái tay mà đỏ đỏ không, tay màu đỏ đó là cái tay đó là rùa thỏ tăng tốc độ của bánh thêm, rùa thỏ đó.
còn cái tay này là khiển cái lưỡi xế nhanh chậm đó. Anh em cứ gạt qua đây là chậm, gạt lại đây là nhanh, còn để đây là đứng lưỡi lại no. Đang hồi mình khởi động cho anh em xem, giờ mình đo kích cỡ lưỡi nè. Lưỡi này là hiện tại giờ mình sắp đang cho tạc đất rồi đó, là 50, anh em tạc đường đi được 50. Đồng thời cái lưỡi này cũng con cái bộ này cũng là xới luôn nha, anh em xới cũng vẫn được, xới đất. Còn anh em muốn đường hẹp á, đây anh em xem kỹ ha, cái cặp này nè, mình kèm theo con máy luôn, là máy này được cặp này thì anh em tạc đường đi nó được 30 phân. Còn cái bộ đang dính trong máy đó là bộ đó là tạc được 50 phân. Nó còn anh em muốn xài mà muốn mình báo giá cho anh em ở đây là con máy này chọn bộ hai là bộ lưỡi này nó là 8,5 triệu. Còn anh em mà muốn bớt đi bộ nào đó thì mình sẽ trừ tiền ra, lúc đó anh em gọi lại mình sẽ tính sao cái phần đó. Còn hiện tại giờ là chọn bộ nó là bộ này với lại bộ dính trong lưỡi, nó nguyên cái bộ trong máy luôn, hết luôn đây. Còn cái bánh thì anh em bung ra thì nó được 50 như vậy nè, 50 phân. Còn anh em thu hẹp lại thì cũng được 30 phân, giống như đồng bộ với bộ lưỡi. Còn máy này thì nó thiết kế ở trong này là hai cọng dây cu ro đôi, cho nên là chống trơn trượt. Còn anh em rùa thỏ thì khiển càng này. Anh em quay đầu chuyển hướng rồi có đầy đủ ha. Rồi, giật con máy cho anh em xem. Giật máy ha. Rồi giật đi. Này mình đang để số no nè, bánh nó dừng mà lưỡi nó quay à. Cái này là mình tạt đất. Còn anh em muốn xới đất thì anh em đưa qua đây đó. Đó, em thấy nó quay chậm lại không đó. Rồi vậy thì để mình cho anh khởi động đi chạy tới chạy lui cho anh em xem, mình nói thôi ha. Cam đi chậm thôi. Anh em thấy đi tới không? Quay đầu lại nè. Con này đi nhanh chút nè. Đó, thấy đi nhanh không? Con này đi lùi. Rồi quay đầu lại đây, anh em bóp ở đây. Cái này là cao thấp ha. À, cao thấp cái tay. Buông ra. Đó, giữ lại. Còn anh em quay đầu lại đây, mình muốn đi theo hướng tới đó để mình xới đó thì mình quay đầu lại. Nhưng mà tốt nhất á, tại vì cái con máy này nó thiết kế để mình tắt ngay nha. Tắt đây. Con máy này thì nó thiết kế là nó cho phép là nó nghiêng về cái chức năng mà tạc luống, tạc đất lên luống nhiều hơn, cho nên là nó cái thế đi của nó là thế đi này là chính, còn cái thế đi quay đầu lại đó thì cái thế đi đó thế đi phụ thôi. Anh em có cần dùng cái đó thì cứ quay đầu lại đó, thì nó là như vậy đó. Còn máy nói chung mà mình kiểm tra thì anh em cứ an tâm. Còn máy móc mà xài có gì thì alo, chứ đừng có kiểu mà giống như, nói chung là
nói xấu người khác hay là cái gì, muốn theo đạt như cái mong muốn của mình thì không nên vậy. Cho nên sống với nhau thì phải cho nó đúng đắn, nó tốt cho nhau thôi. Chứ còn cái chuyện cuộc đời không ai mà sống mãi trên đời này hoài đâu, anh em đừng có chanh chua quá. Thôi chào tạm biệt anh em ha, có cái gì có nhu cầu mua rồi như thế nào đó thì anh em cứ gọi lại kết bạn Zalo, cái thì mình gọi thấy hình với nhau đó, mình quay con máy nào còn con máy nào chưa cho anh em tham khảo cho chính xác để đạt được con máy như ý mình ha. Chào tạm biệt anh em.